MC Thanh Sâu Audio chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ ra đều video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện. Chiến thần bất tử tập 11. Cùng ta so khí lực, người vẫn là còn non chút. Lửa vừa long quyền. Đối mặt với gào thét hung ác quyền phong, Diệp Trần từng bước đi ra, thu quyền, ngưng thế, ra quyền, một mạch mà thành, không tránh không né, trọng quyền trực tiếp đánh ra vừa bước vào võ đạo thất trọng thiên thời điểm diệp trần tinh lực sức mạnh liền đã đạt đến vạn cân đi qua khoảng thời gian này tôi luyện khí lực càng là đạt đến hơn một vạn ba ngàn cân so khí lực hắn thật đúng là chưa sợ qua ai diệp trần không giữ lại chút nào đấm ra một quyền quyền phong so thạch lỗi mạnh hơn quyền kình so thạch lỗi bá đạo hơn tốc độ cũng so thạch lỗi càng nhanh ngũ nhạc dạn thạch lỗi giống to liên tục cả người làn da cũng bắt đầu nứt ra, hai tay lỗ chân lông phun máu ra, oanh kích mà ra, chống cự lại vẻ này cường hãn quyền phong. Răng rắc, song quyền va chạm, kình phong quét ngang mà qua, làm cho tất cả mọi người mắt đều lấp lóe, không cách nào mở ra. Thạch lỗi chỉ cảm thấy hai tay của mình tê dần, sắc mặt từng đợt tái nhợt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình đắc ý nhất huyết khí sức mạnh, lại là bị trước mắt cái này võ đạo thất trọng thiên tiểu tử ngăn cản xuống. Lan Diệp Trần khẽ quát một tiếng, giống như cá voi hút nước như vậy, quyền phong đột nhiên mở rộng, lấy mạnh thắng mạnh, trực tiếp đem thạch lỗi quyền kình đều ngành sinh sinh tách ra, thổ tức như rồng, huyết khí lăn lộn không thôi. Một quyền lực kháng võ đạo cửu trọng thiên cao thủ, không sợ hãi không vui, vân thanh vân đảm, quả thực làm cho tất cả mọi người mắt đều sợ ngây người. Thạch lỗi kêu lên một tiếng đau đớn, hướng phía sau liền lùi lại hơn 10 bước, miệng mũi ra tiết ra đậm đặc tiên huyết. Ngươi thắng một trận chiến này ta chịu thua." Thạch Lỗi gào to một câu. Ngay cả mình cực kỳ cho rằng nhất tự hào chỗ cũng không cùng đối phương, một trận chiến này tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là lãng phí thời gian thôi. "Nhận thua." Trong đám người phát ra một mảnh thổn thức thanh âm. Tam doanh thiên tài thiếu niên mỗi cái đều vui mừng khôn xiết, mắt mang khinh thường, ngược lại, La núi non bọn người sắc mặt biến thành màu đen, hận không thể xông đi lên đem Diệp Trần vây đánh dẫn đến tử vong. Diệp Trần đánh bại thạch lỗi, há chẳng phải là nói rõ hắn có thể vào tam danh năm vị trí đầu. Rất nhiều người đột nhiên chú ý tới điểm ấy, càng là trong lòng mãnh liệt rung động, hắn bất quá là một cái tân binh, vừa tiến vào hoàng tuyển danh chưa tới một tháng, thì có thực lực như thế, có thể xưng biến thái tồn tại. Diệp Trần ánh mắt run lên, trên thân áo bào phiêu động, thế nhưng cỗ lăn lộn huyết khí sức mạnh, vẫn tại trên thân lưu chuyển, nguyên lực phun ra nuốt vào như hổ, tràn ngập toàn bộ chiến đấu khu vực, chèn ép thạch lỗi, phảng phất vừa ra tay, cũng đủ để băng liệt núi đá. chịu thua, Diệp Trần khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, tựa hồ ngươi đã quên một sự kiện, ngươi ta chính là sinh tử chiến, hoặc là ngươi sinh, hoặc là ta sống, há có chịu thua thuyết pháp. Ngươi theo ta cũng là hoàng tuyển doanh nhân, hà tất làm đến loại tình trạng này, nói thật, ngươi ta cũng không ân oán, tối đa chỉ là khóe miệng lên tranh chấp. Thạch lỗi lui về phía sau mấy bước, hắn sợ, trong đầu cực kỳ sợ hãi vài phút trước ngươi còn luôn miệng nói muốn tự tay phế đi ta thậm chí không tiếc đưa ra sinh tử chiến như thế mà còn không gọi là ân oán nếu như đứng ở chỗ này cầu xin tha thứ người là ta ngươi chẳng lẽ sẽ thả ta một ngựa diệp trần nghe được thạch lỗi mà nói lập tức lòng sinh ác tâm dạng này bắt nạt kẻ yếu ra hỏa vậy mà cầu xin tha thứ đều nói phải đường đường chính chính như thế thật sự là chẳng biết xấu hổ tới cực điểm diệp trần ngươi không nên quá phận bên ngoài sân La núi non phẫn nộ quát, người mặc dù so sánh lại thạch lỗi mạnh một chút, nhưng người nếu muốn giết thạch lỗi, sẽ làm sẽ trả ra trả giá nặng nề, thậm chí phá vỡ đứt gân cốt, biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi phế nhân. Thạch lỗi cũng biết Diệp Trần động sát ý, toàn thân huyết khí sức mạnh lộn lần nữa, bởi vì đối mặt tử vong nguy cơ, hắn đã là không giữ lại chút nào, giống như một đầu tóc điên cuồng hung thú, cho dù chết, cũng muốn giật xuống địch nhân một miếng thịt tới. Lời này của ngươi thật thú vị, ta muốn giết hắn hà tất trả giá đắt. Diệp Trần trong mắt đột nhiên xuất hiện một vòng yêu dị cười tà, hai tay lần nữa nắm chắc thành quyền, huyết khí lăn lộn, sức mạnh so trước đó càng cường thịnh hơn bá đạo, tiếng xé gió bay phất phới. Thạch lỗi con người bỗng nhiên co rụt lại, đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ choáng váng cảm giác, Diệp Trần vẻ này khí thế kinh người sắp nhập vào trong không khí, phảng phất hóa thành một tọa liên miên sơn nhạc, ép tới hắn không cách nào thở dốc. Ngũ nhạc giận thạch lỗi nhanh chân sông về diệp trần toàn thân lỗ chân lông xương máu nồng hậu dày đặc lập tức nặng nề quyền ảnh bộc phát muốn đem cỗ khí thế kia đánh nát thấy cảnh này rất nhiều người đều nhíu chặt lông mày cái này thạch lỗi chẳng lẽ điên rồi phải không bọn hắn tự nhiên không rõ thạch lỗi bây giờ đã hoàn toàn bị diệp trần khí thế chấn nhiếp phục thiên cầu khâm thiên quyết bị thêm vào khí thế uy áp vô tung vô ảnh vô sắc vô vị để cho người ta khó lòng phòng bị đi chết đi Diệp Trần lạnh nhạt như sương âm thanh truyền ra, cước bộ đạp mạnh, cơ thể ở giữa không trung lướt đi thời điểm, đại vũ cung ra tay, một đảo bảo liệt nóng bỏng mũi tên lướt về phía hư không. Một tiếng này, rất nhanh, nhanh đến nhường rất nhiều người đều khó mà phản ứng. Chỉ cảm thấy không khí nóng lên, phảng phất có cái gì xuyên qua, tránh tung liền qua. Cái này thạch lỗi, triệt để xong. Hoàng Tam suối nhìn qua cái này kinh diễm một tiếng, thấp giọng nỉ non một cái câu. Lúc này, thạch lỗi còn chưa từ vẻ này như núi khí thế bên trong chạy trốn ra ngoài bỗng cảm giác nghi tâm tê dần chợt một đạo hỏa mang tại trong ánh mắt không ngừng phóng đại tựa hồ toàn bộ thiên địa đều lâm vào hắc ám chỉ có đạo này hỏa mang chập trần sáng lạng quang vĩ Phốc, nghi tâm tê dần một đạo huyết tiễn chảy ra thạch lỗi toàn bộ thân thể trở nên cứng ngắc như sắt luồng gió mát thổi qua vô lực ngã xuống trên mặt đất sinh tử chi chiến lấy cái chết vì cuối cùng thạch lỗi dùng tính mạng của mình trình bày cái này thiên cổ đạo lý không thay đổi chết la núi non bọn người thẳng đến thạch lỗi thi thể té xuống đất trong nháy mắt đó mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần khuôn mặt lồng lộng run rẩy khó mà tiếp thu sự thật này diệp trần người dám giết thạch lỗi trong mắt ngươi còn có hay không hoàng tuyển doanh quy củ la núi non gắt gao chừng diệp trần thạch lỗi giúp mình ra mặt tiếp nhận đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng diệp trần cách làm như vậy căn bản chính là sống sờ sờ mà phiến mặt của hắn, không chút nào nể mặt. Ta theo thạch lỗi quyết định sinh tử chiến, sinh tử do trời định, ta giết hắn lại như thế nào, nơi nào không tuân theo hoàng tuyển doanh quy củ. Diệp Trần không những không giận mà còn cười, lạnh giọng đáp lại. Nhưng ngươi cũng không thể thật sự giết chết hắn, thạch lỗi là nhị doanh lão binh, đối với hoàng tuyển doanh làm ra rất nhiều cống hiến, ngươi căn bản chính là châm ngòi hai doanh quan hệ trong đó, một cái nhị doanh lão binh đứng dậy, không nói hai lời, trực tiếp một đỉnh chụp mũ bấu vào Diệp Trần trên đầu. Thực sự là một đám thùng cơm, ngu đến mức ngay cả lời cũng sẽ không nói. Diệp Trần đào qua la núi non một mắt, khinh thường nói. Ngày đó tại tinh thần các bên trong, rõ ràng là la núi non nhìn ta thực lực nhỏ yếu, muốn đe dọa với ta, hôm nay, cũng rõ ràng là các người nhị doanh đến bên này gây sự. Còn mở miệng kiêu ngạo, chửi rủa toàn bộ tam doanh người đều là phế vật rác rưởi hiện tại các ngươi tài nghệ không bằng người chết người lính già liền cắn ngược lại chúng ta một cái nói ta có ý châm ngòi hai doanh quan hệ trong đó các ngươi là heo sao đầu óc đều dài đi nơi nào diệp trần đưa ánh mắt đặt ở la núi non trên thân lắc đầu nói nhất là ngươi đầu người não heo sợ đầu sợ đuôi ỉ vào thực lực mình cường đại liền có thể chửi rủa cười nhạo người khác bất quá ngươi có từng nghĩ nếu là có người mạnh hơn các ngươi các ngươi làm ra cử động hôm nay lại là kết cục gì Diệp Trần đích thực mỗi một câu nói, có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Những La núi non một đoàn người tức giận sau khi, lại không nói gì phản bác, bởi vì này chính là sự thật, không dung cái lại. Diệp Trần lạnh lùng chờ lấy trước mắt năm người, tự tin nói, bất quá, hôm nay các ngươi thật xa mà chạy tới một chuyến, nếu để cho các ngươi tay không mà về, có phần cũng quá nhẫn tâm một chút, như vậy đi, các ngươi năm cái có thể theo ta quyết định sinh tử chiến, năm cái cùng tiến lên tóm lại có thể tìm trở về chút mặt mũi. Vừa mới nói xong, lập tức ánh mắt mọi người cũng là trì trệ. Diệp Trần, hắn phải đồng thời khiêu chiến 5 người. Hơn nữa còn là tại khu Bắc Nghị Doanh có hạng 5 người. Điên rồi. Cái này Diệp Trần nhất định là điên rồi. Cho dù Diệp Trần có thể thắng qua thạch lỗi, nắm giữ vượt cấp siết địch thực lực kinh người, nhưng mà, 5 người này đều là võ đạo cửu trọng thiên thực lực, đồng thời ra tay, tuyệt đối có thể nhường Diệp Trần thịt nát xương tan. Có thể Diệp Trần bây giờ mặt không đổi sắc, tựa hồ căn bản vốn không coi nó là một chuyện, đây rốt cuộc là cần cường đại dường nào tự tin, mới có thể làm đến như thế mây khinh vân nhạt. Liền Hoàng Tam Suối cũng là mở to hai mắt nhìn, cái này Diệp Trần, quá cuồng vọng. Trong đám người, Tần Vũ Phì cũng là một hồi ngạc nhiên, hai con người mang theo kinh ngạc nhìn xem Diệp Trần, nàng biết Diệp Trần thực lực rất mạnh, nhưng cũng không thể mạnh tới mức này chẳng lẽ hắn lòng tự tin bành trướng, nhất thời bị uy phong che đôi mắt. Thực sự là không bớt lo ra hỏa. Tần Vũ Phỉ trong lòng mắng nhỏ một tiếng, trong đầu có chút bận tâm, đi ra, lạnh giọng lãnh ngữ đạo, lấy một địch năm, khó tránh khỏi có chút quá khi dễ người, ta có thể giúp người một tay. Hoa! Tần Vũ Phỉ vừa đi ra, toàn trường người đều là cảm thấy một cỗ mập mờ. Nhất là nhị doanh ra hỏa, nhìn thấy Tần Vũ Phỉ đẹp như vậy, trong đầu đối với Diệp Trần tràn đầy hâm mộ và ghen ghét, có thể có được như thế cô gái phương tâm, liền xem như giảm thọ 10 năm, bọn hắn cũng nguyện ý. Ngươi đi tới làm gì? Cái này không nhốt ngươi chuyện. Diệp Trần bỗng cảm giác trở nên đau đầu, chính mình vừa rồi tại trong khe núi uy hiếp, tựa hồ căn bản không điểm tác dụng. Tần Vũ phỉ đầu cũng không chuyển, ngươi cũng không nên hiểu lầm, ta chỉ không ưa đám người kia cách làm, còn có, chỉ có ta Tần Vũ phỉ có thể lấy đi tính mạng của ngươi, những người khác không bàn nữa. Nghe nói như thế, Diệp Trần cảm giác đầu từng đợt thấy đau. Nữ nhân này đến cùng tại phát thần kinh cái gì? Một cái tiểu tử chưa dứt sữa, một cái không biết trời cao đất rộng nha đầu, đã các ngươi nghĩ như vậy làm Liều Mạng Uyên Ương, ta liền thành toàn các ngươi. La Sùng Sơn bọn người âm âm cười lạnh, nhanh chân bước ra, năm cỗ nguyên lực bộc phát, trong nháy mắt mái chèo Trần hai người khóa chặt, hiển nhiên là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cùng nhau động thủ, không muốn cho bọn hắn cơ hội. Trên người một người hiện ra nóng bỏng hỏa diễm tia sáng, bàn tay chỗ sâu, lập tức, nóng bỏng hỏa diễm phát ra đùng đùng tiếng nổ đùng đoàn, không khí đều nhanh muốn bốc cháy lên. To lớn hỏa diễm trường ấn ầm vang mà ra, sóng nhiệt cuồn cuộn, chụp về phía Diệp Trần đầu người. Cùng lúc đó, còn lại bốn người cũng là phát động công kích, năm người hợp lực, cho dù là không có thi triển võ học, chỉ là vẻ này mênh mông kinh người áp lực, cũng đủ để cho tại chỗ thiên tài thiếu niên cảm thấy tim đậm nhanh. Diệp Trần cùng tần vũ phỉ hai người, đối mặt với đủ loại mạnh mẽ thế công, liền phảng phất buông dương đại hải bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị sóng biển thôn phệ. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một cỗ hàn khí lạnh như băng phát ra, một mũi tên đột ngột xuất hiện, xem lẫn âm hàn hơi lạnh, lưu lại một vòng băng xương vết tích. Lãnh nguyện mũi tên, đám người ánh mắt sướng sờ, hàn khí mũi tên đột nhiên nổ tung, đầy trời hàn khí ngưng kết hóa thành tường băng, tầng tầng xếp, lại là đem những cái kia thế công ngăn cản xuống. Chết! Một cái nhị doanh lão binh giống giận, một quyền đem tường băng đập nát, trong tay nắm chặt một thanh vòng vàng đại đao, đao ảnh lấp lóe, bao trùm tần vũ phỉ quanh thân ba thước, thanh thế kinh người như sấm hỏa. Mơ tưởng thương nàng, một ngón tay tù thiên. Nghiêm nghị truyền ra, chỉ kình phá không, một đạo sáng lạng thanh hoa tia sáng, từ giữa không trung rơi xuống một chỉ này, phảng phất từ cửu thiên thương khung mà đến, một chỉ này, phảng phất cả thiên không đều có thể cầm tù. Nhị doanh lão binh trên tay trường đao đứt gãy, khuôn mặt biểu lộ thoáng chốc cứng ngắc, ở giữa không trung khẽ run lên, ít hầu nổ tung, một đạo tơ máu phun ra tới, máu nhuốm đỏ trường không. Lại một người, tại chỗ bỏ mình. Đó là cái gì chỉ pháp, uy lực thật mạnh. Có không ít người nhìn về phía Diệp Trần, thầm kinh hãi chỉ pháp kinh người uy lực. Kỳ thực, Bát hoang tù thiên chỉ cuối cùng chỉ là huyền giai võ học cao cấp, uy lực có hạn, diệp trần sở dĩ có thể bộc phát ra kinh người như thế, sức mạnh, tất cả đều là dựa vào cực kỳ cường hãn cảm giác lực. Lấy mạnh đối với mạnh, lưỡng bài câu thương. Lấy mạnh đối với yếu, tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Vừa rồi cái kia một ngón tay, hoàn toàn là bắt được đối thủ nhược điểm, nhất kích trí mạng, thế không thể đỡ. Kẻ này ẩn tàng quá sâu, ngay cả ta đều không thể nhìn thấu nếu như có thể đầy đủ khai quật thiên phú của hắn, bước vào chân đạo cảnh giới phía sau, sẽ làm sẽ không thua chúng ta thập tam môn đồ, chuyện này ảnh hưởng cực lớn, nhất định phải bẩm báo sư tôn. Hoàng Tam suối trong lòng nỉ non, trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Còn lại bốn người ngăn cản được chỉ kình uy thế còn dư, cả đám đều ngây ra như phỗng, lăng lăng nhìn xem thế thì ở dưới thân ảnh. Đường Tông, tiến vào Hoàng Tuyền Doanh 2 năm, tại nhị doanh xếp hạng thứ 18, võ đạo cửu trọng thiên sơ kỳ tu vi, tư chất tám tấc bảy, nhưng chỉ là một ngón tay, liền bị cướp đi tính mệnh, vừa rồi nếu là đổi thành bọn hắn, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, trong mắt bọn họ không có mới vừa vẻ hung ác, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Diệp Trần, luồng gió mát thổi qua, một chút xíu hàn ý từ nội tâm chỗ sâu lan tràn ra. Các ngươi có lẽ cảm thấy ta rất tàn nhẫn, nhưng so với các ngươi ngoan độc hành vi, ta đã là nhân từ gấp trăm lần, đây hết thảy đều là các ngươi tự làm tự chịu, không có phản nàn. Diệp Trần âm thanh rơi xuống, nguyên lực tùy ý lăn lộn, hóa thành từng đảo trận văn, bao trùm khắp cả khu vực. Mỗi một bước bước ra, cảm giác áp bách lại càng phát mãnh liệt, trầm trọng như núi. Làm tới gần bốn người thời điểm, đã để tinh thần của bọn hắn cũng bắt đầu không ngừng mà run rẩy. phảng phất Diệp Trần là một tôn chiến vô bất thắng chiến thần, mà bọn hắn bất quá là nhỏ yếu vô cùng sâu kiến. Không thể đợi thêm nữa, tên tiểu tử này khí thế càng ngày càng mạnh, càng là dây dưa, chúng ta lại càng không có hy vọng, cho dù chết, chúng ta cũng muốn kéo bọn hắn đệm lưng. La Sùng Sơn ngoan lệ đảo, bước chân đạp mạnh, bốn người đồng thời hướng về Diệp Trần cùng Tần Vũ Phỉ đánh tới. Tự tìm cái chết, Diệp Trần khẽ quát một tiếng, nguyên lực hóa thành từng đạo nguyên trận lướt lên giữa không trung, trăm đạo trận văn trong nháy mắt ngưng kết, một đầu dữ tận hỏa mãng từ trong hư không nổi lên, gào thét nhào về phía bốn người cấp hai nguyên trận. Bên cạnh tần vũ phỉ run lên, nàng đột nhiên phát hiện, mình có chút nhìn không thấu người thiếu niên trước mắt này. Đầu tiên là tiễn thuật, sau đó là võ học, cuối cùng là nguyên trận. Hắn đến cùng còn cất giấu bài tẩy gì? Oanh! Hỏa mãng lập tức nổ tung, cuồn cuộn hỏa diễm phóng lên trời, che mắt tất cả mọi người tầm mắt. Cũng cùng lúc này, Diệp Trần tay hơi hơi giật giật, tiếng dây cung vang lên, tuyên cáo tử vong phủ xuống bốn đạo nóng bỏng mũi tên, ở giữa không trung nhẹ nhàng bay múa, đoạt mệnh chi tiến, chưa từng phát trượt, nhất định đoạt tính mệnh. Chỉ thấy bốn người kia cơ thể đột nhiên ở giữa không trung run lên, hỏa diễm bạo liệt, trong nháy mắt thôn phệ thân thể của bọn hắn. Hô tương đương, chờ hỏa diễm tiêu tan, mọi người không khỏi là ngược lại hít một hơi hàn khí. Tại nám đen trên mặt đất, lặng lặng nằm ba bộ thi thể, còn sót lại la sùng sơn một người, chiến chiến nguy nguy đứng vững, hỏa diễm đốt hết thân thể của hắn, mạo như thây khô. Thả ta một con đường sống a, à, ta đã là một cái phế nhân. La Sùng Sơn khó khăn ngẩng đầu, trong đôi mắt đều là cầu sinh chờ mong. Hôm nay ta có thể thắng, là bởi vì ta thực lực vượt xa các ngươi, nếu như ngươi ta thân phận đổi chỗ, có lẽ kết quả của ta sẽ sống không bằng chết, cho nên ta không có thể bỏ qua ngươi, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đạo lý này, liền con nít ba tuổi đều hiểu. Diệp Trần Tiếng nói vừa ra. Hưu, một đảo mũi tên phá không, bí mật mang theo nóng bỏng ngọn lửa, xuyên thủng la sùng sơn yết hầu. Đến nước này, năm tên khu bắc nhị doanh cao thủ, một tên cũng không để lại, toàn diệt. Thực lực thật là khủng khiếp, gia hỏa này ẩn giấu thật sâu. Không thiếu tam doanh tân binh, thậm chí lão binh, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt mang theo tí ti e ngại, cho dù ai đều không nghĩ đến, một cái chỉ là võ đạo thất trọng thiên hậu kỳ gia hỏa, có thể nhẹ nhóm chém giết võ đạo cửu trọng thiên cao thủ. Hơn nữa còn là năm tên. Thực lực thế này, sợ là tam doanh xếp hạng thứ nhất lạnh ngân nguyệt đều phải cam bái hạ phong. May mắn trước đây võ rất ngăn cản ta, bằng không hậu quả khó mà lường được. Lục Lam Phong thầm nghĩ trong lòng, tại tân binh vào doanh ngày đó, hắn từng theo Diệp Trần phát sinh qua tranh chấp, còn tốt cuối cùng không có diễn hóa thành kịch đấu, không phải vậy hắn bây giờ đã là một bộ thi thể lạnh băng đến nỗi trên ngọn cây hoàng tuyền ba, nhưng là cười khổ một cái. Năm tên nhị doanh lão binh, nói đã giết thì đã giết, thật đúng là kẻ hung hãn, đoán chừng nhị doanh gia hòa đều nhanh muốn bị làm tức chết a. À. Bất quá cũng được, hoàng tuyền doanh an tính quá lâu, là thời điểm phải có người đến quấy lộng phong vân, cái này Diệp Trần liền rất phù hợp. Hoàng Tam suối khôi phục mặt không thay đổi bộ dáng, đi đến trong sân. Sinh tử chiến kết thúc, Diệp Trần thắng, dựa theo quy cũ, kết thúc sinh tử chiến phía sau, trong ba ngày không bị người khiêu chiến, cho nên ta khuyên một ít muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ra hỏa, tốt nhất kiềm chế lại, đừng tiếp tục suy nghĩ đánh chủ ý ngu ngốc. Hoàng Tam suối vừa trừng mắt, quay người rời đi. Tần Vũ phỉ thu hồi cung tiễn, lạnh lùng mắt liếc Diệp Trần, muốn nói chút gì, lại muốn nói lại thôi, cuối cùng trực tiếp rời đi, chỉ cấp Diệp Trần lưu lại một đạo uyển chuyển bóng lưng. Nữ nhân này, Diệp Trần lắc đầu bất đắc dĩ, lòng của nữ nhân, mò kim đáy biển. Một khắc trước còn muốn đánh muốn giết, tiếp theo một cái chớp mắt lại chủ động giúp mình giải vây, thật sự là khó mà nắm lấy. Trở về nhà gỗ, Diệp Trần lông mày gắt gao nhíu lại, con mắt đều híp lại thành một đầu khe hẹp. Xương sườn gãy mất 10 cái, tứ chi xương sụn vỡ tan, ngũ tạng lục phủ cũng có chút dướng máu, thương thế rất nặng, muốn dựa vào bản thân khôi phục gần như không có khả năng, coi như chữa khỏi, cũng cả đời chỉ có thể nằm ở trên giường một cái thanh y đại phu lắc đầu, chỉ lấy giường trên giường cao ngân, thất thần đảo. Một cái đổi năm cái, coi như không lỗ. Cao ngân cười hắc hắc, nói chuyện khẽ động vết thương, răng đều đau liệt đi ra. Người trước nghỉ ngơi, không nên nói lung tung. Diệp Trần đem tất cả đan dược đều lấy ra, dần dần đưa cho đại phu, vấn đạo những đan dược này đối với thương thế có hay không trợ giúp. Khó khăn, hắn chịu là nội thương, cũng không phải là nguyên lực khô kiệt, người những đan dược này cũng không tác dụng, bây giờ biện pháp duy nhất chính là lấy hắc ngọc đoạn tục cao thoa ngoài ra, phối hợp tam văn xuyên vân đan chữa trị dược hiệu mới có thể khôi phục, nhưng những đan dược này đều cực kỳ chân quý, giá trị liên thành. Đại phu nhặt lên cái hòm thuốc, cũng không cảm thấy Diệp Trần có thể có được hai loại đan dược chân quý. Vậy xin hỏi Hoàng Tuyền Doanh có hay không hai loại đan dược? Diệp Trần ngữ khí đột nhiên căng thẳng, ánh mắt nghiêm túc. Cao Ngân sở dĩ sẽ bị đánh thành bộ dáng như vậy, tất cả đều là bởi vì chính mình nguyên nhân. Hiện tại hắn nguy cơ sớm tối, Diệp Trần nói cái gì đều phải đem hắn chữa khỏi, cho dù là đăng thiên trích tinh, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực. Đây là hắn nguyên tắc làm người. Hai loại đan dược đều có thể lấy tại tinh vân nội đường tìm được, nhưng phải bắt vào tay, cần tiếp nhận gian khổ khảo nghiệm, mà có chút khảo nghiệm, thậm chí sẽ muốn ngươi tính mệnh. Thanh y đại phu trịnh trọng nói. Đa tả đại phu cáo chi. Diệp Trần đứng người lên, tiếp đó quay người đi ra ngoài. Ta nhất định sẽ đem hắc ngọc đoạn tục cao cùng Tam Văn Xuyên Vân Đan mang về, người chờ ta, nhất định muốn chống đỡ. Bình tĩnh âm điệu truyền đến, Diệp Trần đi tới gian phòng, xài bước. Cao Ngân thân hình run lên, khóe mắt lộ ra nụ cười nhạt, lệ quang lấp lóe. Tinh Vân Đường, chính là hoàng tuyển doanh thần bí nhất chi địa, danh tiếng so tinh thần các mạnh hơn. Tương truyền nội đường có vô số đan dược chân quý linh tài, giá trị chi trọng, có thể so với cả tòa thành trì, nhưng muốn nghĩ được đến bên trong đan dược, nhất định phải đi qua đông đảo khảo nghiệm, rất nhiều tự xưng là thiên tài thiếu niên tiến vào tinh vân nội đường, từ đây liền biến mất bóng dáng. Dần ra, tinh vân đường liền thành hoàng tuyển doanh cấm địa, chưa có người tiến vào bên trong. Hoàng tuyển doanh Bắc Nhất Bộ, nơi này có một tòa cổ xưa lầu các, nơi này chính là tinh vân đường chỗ. Lúc này, Diệp Trần đứng tại tinh vân đường môn bên ngoài, Hoàng Tuyền doanh khu Bắc Tam doanh Diệp Trần, muốn cầu hai loại đan dược, còn xin thành toàn. Đứng ở cửa, Diệp Trần hít sâu một hơi, hướng về phía trước hô. Âm thanh chậm rãi khuếch tán, quanh quẩn ở chung quanh, cuối cùng tiêu tán ở không. Diệp Trần, không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Trước mắt thân ảnh thoáng qua, tập trung nhìn vào, lại là tinh thần các phòng thủ các lão giả. Lúc này miệng hắn lộ vẻ cười ý, nhẹ nhàng vuốt vuốt dâu dài, trên dưới đảo qua, kinh ngạc nói, huyết khí cương mãnh như rồng, khí tức du dương như mây hạc, ngươi tu luyện lửa vừa long quyền cùng hạc mây bước, hơn nữa đều đạt đến cảnh giới tiểu thành, quả thực không tệ. Đa tạ tán dương, tiểu tử cũng chỉ là vận khí mà thôi. Ban đầu ở tinh thần các vơ vét bí tịch một chuyện, đều là tất cả đều bị trước mắt thần này bí lão giả để ở trong mắt, Diệp Trần cũng không dám giấu giếm nữa thứ gì, từ thái bầy rất thấp. Ta gọi là lý nho gió, ngươi không ngại, liền gọi ta một tiếng Lý Lão liền có thể. Đi qua lần trước, Lý Nho gió đối với Diệp Trần rất có hào cảm, cũng không có bày ra cái gì giá đỡ. Nếu như một màn này bị Hoàng Tam Suối nhìn thấy, nhất định sẽ dọa đến cái cầm đều rớt xuống. Đây vẫn là cái tính khí kia cổ quái Lý Nho gió sao. Là, Diệp Trần không muốn kéo dài thời gian, nói ngay vào điểm chính, Lý Lão, hôm nay ta có một cái hảo hữu bản thân bị trọng thương, ta muốn cầu hai loại đan dược, còn xin Lý Lão hỗ trợ, ta Diệp Trần sau này sẽ làm gấp trăm lần hoàn lại. Đan dược gì? Hắc Ngọc đoàn tục cao cùng Tam Văn Xuyên Vân Đan. Diệp Trần nghe xong có hy vọng, mừng rỡ không thôi. Lý Lão sững sờ, chợt trong ánh mắt lướt qua từng trận tinh mang, ánh mắt thâm thúy phảng phất mang theo xuyên thủng chi lực, mái trèo Trần nhìn thấu. Đan dược là có, bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ, muốn thông qua khảo nghiệm, độ khó rất lớn, khả năng rất lớn sẽ mất mạng, ngươi trở về đi, con đường tu hành, sinh tử lúc nào cũng khó tránh khỏi. Diệp Trần lắc đầu, ánh mắt chắc chắn, sinh tử xác thực khó tránh khỏi, nhưng tu hành một đảo, chính là muốn cùng thiên địa độc đấu, nếu như ngay cả thử một lần dũng khí cũng không có, vậy ta hà tất tu hành, lại cùng phế vật nát vụn cặn bá có gì khác biệt. Nhưng ngươi rất có thể chết ở bên trong. Lý lão mắt sáng như đuốc. Diệp Trần cười ha ha, Lý lão ngươi chỉ nói là có thể, lại không có nói tuyệt đối, huống chi, ta ngay cả tinh thần các đều có thể ngây ngốc hai canh giờ, nói không chừng cái này tinh vân đường, ta cũng có thể vượt qua. Còn xin lý lão cho tiểu tử một cái cơ hội, sinh tử do trời định, ta không oán không hối. Diệp Trần hơi hơi khom người, trong lời nói, tràn đầy lực ý chí cường đại. Vậy được rồi. Lý lão thở dài, chỉ một ngón tay, phía trước cửa phòng đóng chặt mở ra, một cỗ phủ bụi đã lâu cổ lão khí tức du dương chuyển ra, phảng phất đã hơn trăm năm không có người lạ khí tức tận toàn lực của ngươi hành tẩu, không nên quay đầu lại, không nên động dao động. nếu quả như thật khó mà kiên trì, lập tức lui ra ngoài. ta không hy vọng gặp lại ngươi thi thể vĩnh viễn lưu lại bên trong. ta lý lão, diệp trần gật đầu, tiếp đó nhanh chân đi tiến vào tinh vân đường. nhìn thấy diệp trần tiến vào tinh vân đường, lý lão khẽ lắc đầu. mặc dù diệp trần thể chất kỳ lạ, nhưng muốn thông qua tinh vân đường khảo nghiệm, cơ hồ không có bất kỳ hy vọng. chín đi bộ mỗi một bước đều sẽ điều động trong cơ thể sát khí, càng về sau sát khí thì càng nồng đậm. Mãi đến bước thứ 9 sẽ đem người thần trí đều triệt để phá hủy, biến thành một đầu băng lãnh máu tanh giá thú. Cho đến lúc đó, Hoàng Tuyền Doanh đội chấp pháp liền sẽ không chút lưu tình đánh chết, dùng máu của nó ngưng luyện trở thành phá quân đan. Mà cũng chính là vì cái gì, cơ hồ tất cả thiên tài thiếu niên thể nội đều mang huyết sát chi khí. Đây là tân bí, cũng là Hoàng Tuyền Doanh là hắc ám nhất một mặt. Diệp Trần bước vào tinh vân đường bên trong, đi qua một đầu kéo dài trong thông đạo, thông đạo rất dài, chừng ngàn mét, trên vách tường có yếu ớt ánh nến, tràn ngập một cỗ tĩnh mịch cùng băng lãnh. Đi đến cuối lối đi, phía trước tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là địa phương nào? Diệp Trần trong lòng thất kinh, tầm mắt phía trước, là một chỗ vách núi chắc chắn, thấu xương kình phong bên tai bên cạnh gào thét, mang theo một cỗ để cho người ta ác tâm làm hôi thối mùi. Mà ở vách đá trên mặt đất, có chín đạo dấu chân dấu chân lớn nhỏ không đều hình dạng khác nhau cũng không phải là loài người dấu chân thật sâu khắc sâu vào mặt đất ba tấc ầm ầm sau lưng thông đạo tự động đóng diệp trần xoay người chỉ thấy tại trên vách đá điêu khắc một hàng chữ lớn bước ra chín bước vẫn bảo trì thần trí người mới có thể hoàn thành khảo nghiệm diệp trần trong lòng lập tức hiểu ra đi tới chín đạo dấu chân phía trước quan sát tỉ mỉ đi qua đi Diệp Trần trong lòng quát nhẹ, nhanh chân bước ra bước đầu tiên. Một tiếng ông thanh truyền ra, Diệp Trần lập tức cảm thấy trong cơ thể sát khí trở nên bắt đầu cuồng bạo, phát điên va và đập vào thân thể của mình, nhưng thân thể của hắn đau đớn vô cùng, như muốn nôn ra máu. Chẳng lẽ những thứ này cước bộ chỗ huyền diệu, đó là có thể điều động trong cơ thể huyết sát chi khí? Diệp Trần đầu hiện ra ý nghĩ này, lập tức thôi động thiên mã đồ đằng, đem huyết sát chi khí toàn bộ hấp thu. Xoẹt! Sau đó không lâu, vẻ này cảm giác đau đớn tiêu thất, Diệp Trần cơ thể khôi phục như thường. Khó trách rất lâu cũng không có người có thể khiêu chiến thành công, nguyên lai những thứ này giấu chân có thể điều động huyết sát chi khí, phục dụng càng nhiều phá quân đan, trong cơ thể sát khí cũng càng nhiều, muốn thông qua những thứ này giấu chân cũng liền càng thêm khó khăn, mà ta có thể lợi dụng thiên mã đồ đằng nuốt chữ những sát khí này, tự nhiên là không có bất kỳ ảnh hưởng. Tìm được biện pháp phía sau, Diệp Trần vui mừng quá đỗi đang 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 mấy bước bước ra, dễ dàng, trực tiếp đi ra năm bước. Nhưng lại tại bước ra bước thứ sáu lúc, oanh, một cỗ cực kỳ cuồng bào huyết sắc gợn sóng từ lòng đất phun ra, xung kích tại Diệp Trần trên thân, đem hắn cả người đều hất bay, rớt xuống đất, khóe miệng chảy ra một vệt máu, trong lòng hãi nhiên. Vừa rồi vẻ này khi lãng, chẳng lẽ là huyết sát chi khí? Diệp Trần con ngươi không ngừng thích chặt, cổ khí lãng này từ huyết sát chi khí ngưng kết mà thành, hùng hậu giống như thực chất có thể coi nhẹ nguyên lực ngăn cản trực tiếp xâm nhập trong cơ thể tiến hành phá hư thiên mã đồ đằng chỉ có thể thôn phệ trong cơ thể huyết sát chi khí đối với ngoại giới cũng không biện pháp cho nên cũng không thể tiến hành hấp thu xem ra ta vẫn đánh giá thấp khảo nghiệm độ khó diệp trần cũng không có vội vã tiếp tục nếm thử trong ánh mắt toát ra thần sắc suy tư huyết sát chi khí là một loại rất quỷ dị sức mạnh nó có thể trợ giúp nhân thể kích phát tiềm năng, đề cao tư chất, nhưng tương đối như thế, sẽ động lại trên cơ thể người ngũ tạng lục phủ, để cho người ta trở nên huyết tinh tàn bảo, thịt sát như mạng. Xông vào chắc chắn không được, lúc này mới bước thứ sáu, Diệp Trần liền bị phản chấn phải thổ huyết, càng về sau, uy lực nhất định sẽ càng lớn. Bây giờ duy nhất có thể đem hắn chấn phục biện pháp, chính là lợi dụng trong cơ thể đồ đằng. Nhưng đồ đằng cũng không thể thôn phệ bên ngoài cơ thể huyết sát chi khí, cơ hồ không có chút nào xem như. Đúng, nếu như đem những này huyết sát chi khí hút vào thể nội, tiếp đó lợi dụng thiên mã đồ đằng đem hắn nuốt trứng, nói không chừng có thể có chỗ tiến triển. Diệp Trần nghĩ đến liền làm, lần nữa bước ra 6 bước. Ông tương đương, huyết sát chi lực phun mạnh ra tới, trực tiếp xâm nhập ngũ tạng lục phủ, Diệp Trần nắm lấy cơ hội, giống như cá voi hút nước như vậy, ngũ thức đóng chặt, dồn khí đan điền, cưỡng ép đem huyết sát chi khí phong tỏa tại thể nội suy 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 càng ngày càng nhiều huyết sát chi lực bị diệp trần nuốt vào thể nội lực lượng cuồng bạo xông phá lỗ chân lông tiêu tán ra tí ti xương máu quá trình này kéo dài nửa canh giờ đến lúc cuối cùng một tia huyết sát chi khí chui vào thân thể trong nháy mắt thiên mã đồ đằng bắt đầu run rẩy phảng phất hóa thành một đầu mãnh thú đem huyết sát chi khí một ngụm nuốt vào hữu dụng cảm thụ được thể nội dần dần tiêu tán cảm giác đau đớn diệp trần trong lòng đại hỷ hơn nữa những thứ này huyết sắt chi khí bị thiên mã đồ đằng nuốt chững sau đó, cũng là kích hoạt thiên mã đồ đằng bị thêm vào thượng cổ nguyên trận. Cả hai tương hỗ là tác dụng, đơn giản có thể nói là không có chút nào khe hở. Xem ra khảo nghiệm này ta là qua định rồi. Diệp Trần cảm giác trong lòng có một cỗ hào sảng chi ý khí phun lên tuôn ra mà ra, cười to một tiếng, bước chân bước ra, hướng về phía trước nhẹ nhiên dậm chân. Tinh vân đường bên ngoài, hai thân ảnh từ khoảng không mà hàng. Lý Lão, nghe nói người phát hiện một cái có thể tiếp nhận phá quân đan huyết sát chi khí tiểu tử, như thế nào không thấy tung ảnh của hắn, chẳng lẽ là tiến vào tinh vân đường bên trong, bị huyết sát chi khí xông đến bạo thể mà chết. Nói chuyện là một gã lục tuần lão ẩu, dáng người còng xuống, tướng mạo như hồ, hẹp dài hai mắt lập lòe ánh mắt rào hoạt, lời vừa ra khỏi miệng, liền mang theo nồng nặc trào phúng hương vị. Tả Vân Thu, ngươi không nói lời nào, không có người sẽ làm ngươi câm điếc. Lý Lão lạnh lùng đào qua, rõ ràng quan hệ của hai người cũng không hữu hảo. Đây đều là vì Hoàng Tuyền doanh đại kế, còn xin nhị Lão chớ có tranh cái. Sau lưng chỗ, một cái mặc trường bào màu đen Lão giả đi tới, hắn đôi mắt như ngôi sao mênh mông, khuôn mặt cương nghị như nham, một mắt liền có thể để cho người ta khắc sâu nhớ kỹ. Nếu quả như thật là vì đại kế, nên đem toàn bộ trọng tâm đặt ở độc cô Dương trên thân, làm nhiều như vậy trò siếc, kết quả là còn không phải công giá tràng, nhất là khu Bắc, tất cả đều là phế vật, còn không bằng toàn bộ giết, ngưng tụ thành càng nhiều phá quân đan. Tả Vân Thu xem nhân mạng giống như cỏ rác, căn bản vốn không để ở trong lòng. Độc cô Dương Thiên Phú thật là cao, nhưng tâm tính quái đản, cứng quá dễ gãy, ta ngược lại không cảm thấy hắn có năng lực đảm đương nặng như thế mặc cho, còn xin tương Dương Vương cân nhắc lại lượng. Lý Lão đối chọi gay gắt, không chút nào rơi xuống hạ phong. Lý Nho Phong ngươi đây là ý gì, lời ta muốn nói cũng đã nói chẳng lẽ liền cho phép ngươi bảo vệ cho hắn người thì không cho ta bảo vệ nhân tài mới nổi lý lão đối với tả vân thu cách làm khịt mũi coi thường đối xử lạnh nhạt khinh thường chuyện trọng đại này hai người chớ có tranh luận thì nhìn cái này diệp trần có thể đi đến bước thứ mấy a à? nhìn thấy hai người làm cho mặt đỏ tía tai áo bào đen lão giả lập tức lên tiếng ngăn lại hừ tả vân thu căn bản cũng không xem trọng diệp trần cười nói trước đây độc cô dương phục dụng 10 cái phá quân đan phía sau, vẫn có thể đi ra chín bước, tư chất đã đạt hai thước năm, ta ngược lại muốn nhìn, cái kia gọi Diệp Trần tiểu tử, có thể đi ra mấy bước. Đúng, ta nghe nói tư chất của người này tương đối kém, lần đầu lúc khảo sát, tư chất chỉ có 5 tấc mà thôi, thiếu đi dòng giá hai thước, thật không nghĩ tới, kẻ như vậy, cũng có thể xưng là thiên tài, khu bắc không người A. Sau khi nói xong, tả vân thu con mắt không nhìn Lý Nho Phong, hơi hơi hướng Lý Tương Dương gật đầu một cái, tay ghế mà đi. Thực sự là vì lão không ngừng. Lý Nho Phong bị trào phúng phải trong lòng khó chịu, hắn tràn ngập mong đợi nhìn về phía tinh vân đường, hy vọng Diệp Trần có thể lấy thật tốt thành tích, đem độc cô Dương làm hạ thấp đi, giúp hắn thật giải uy phong. Ông, lúc này, tinh vân đường bên trong truyền đến một hồi quái gì ông động âm thanh, lập tức nhường Lý Tương Dương cùng Lý Nho Phong chân mày vui mừng, không ngừng gật đầu tinh vân đường truyền đến run lên, liền nói rõ Diệp Trần đi ra năm bước, thiên phú như vậy, đã có thể nói là cực kỳ tốt, đủ để tài hoàng tuyển doanh tứ đại khu xưng là thiên tài, cũng chính là trắng lăng thiên cái loại tầng thứ này. Ông, đệ nhất rung động kết thúc không bao lâu, tiếng thứ hai lại theo nhau mà đến. Lý Nho Phong vui mừng quá đỗi, cười ha ha nói, Diệp Trần đi ra 6 bước, không tệ không tệ, thật tốt bồi dưỡng, mới có thể đem tư chất bồi dưỡng đến một thước khoảng 7 tấc. Ông, tiếng nói mới vừa dứt, toàn bộ tinh vân đường lại là bắt đầu chấn động, thổi vô số cho bụi, hù dọa trọng trọng kinh điểu. Lý Nho Phong ngơ ngác nhìn qua tinh vân đường phương hướng, bước thứ bảy, Diệp Trần vậy mà bước ra bảy bước, toàn bộ hoàng tuyển doanh sáng tạo mấy chục năm qua, cũng chỉ có độc cô dương một người có thể đi ra bảy bước. Hô! Phun ra một hơi thật dài, Lý Nho Phong trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên, tựa hồ thấy được mở mày mở mặt ngày. Tinh vân đường truyền tới chấn động kéo dài không dứt, làm Nhị lão cho là chấn động sắp ngừng thời điểm, hạ một đạo mãnh liệt hơn tiếng chấn động, lại sẽ chậm rãi truyền ra, giống như tiếng trời. Làm năm đảo chấn động truyền đến lúc, Nhị lão đã kích động đến không thể nói chuyện, hô hấp dồn dập, sắc mặt ửng hồng, cả người đều cảm giác trời đất quay cuồng, bị đột nhiên xuất hiện vui sướng chỗ làm choáng váng đầu óc. Lý Nho gió ngơ ngác nhìn qua tinh vân đường, lúc này cuồng phong đảo qua, thổi đến hắn cả khuôn mặt đều ở đây run nhẹ nhẹ, hốc mắt căng thẳng, càng là có một vòng óng ánh chi sắc. Bên cạnh, áo bào đen lão giả đứng chắp tay, ngựa đầu nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt mang theo vài phần trang nghiêm, mấy phần thoải mái. Đạp cửu bộ, biết thiên mệnh, kẻ này sẽ là chúng ta hoàn thành đại kế nhân vật trọng yếu, nhất thiết phải thật tốt bảo hộ, quyết không thể nhường hắn có chút sơ xuất. Lý Nho phong ngữ khí kiên định vô cùng. Nguyên bản, hắn đối với diệp trần cũng bất quá là ôm lấy hứng thú mà thôi, chẳng qua là cảm thấy hắn có chút thiên phú, tương lai sẽ có thành tựu. nhưng lý lão vạn vạn không nghĩ tới diệp trần có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong bước ra cửa bộ trước đây độc cô dương bước ra bảy bước dường như là hao tốn nửa ngày thời gian diệp trần từ tiến vào tinh vân đường đến bây giờ cũng chỉ là qua nửa canh giờ a chuyện này không thể dây dưa ta lập tức đi thông chi tường dương vương áo bào đen lão giả cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nói chuyện đều có chút run rẩy. chậm. Lý lão ngăn cản áo bào đen lão giả, ánh mắt đào qua chung quanh, thấy không có người canh chừng, nhỏ giọng nói: bây giờ hoàng tuyển danh tất cả trọng tâm đều ở đây độc cô dương trên thân, nhất là tả vân thu, nàng cơ hồ đem độc cô dương xem như là người lãnh đạo, nếu như bị nàng biết diệp trần thiên phú, rất có thể sẽ âm thầm hạ sát thủ. theo ta ý nghĩ, tạm thời phong tỏa tin tức, nhưng diệp trần âm thầm phát triển. Chờ thời cơ chín mùi phía sau Lại công bố hắn tồn tại Cho hắn chút thời gian trưởng thành Chờ có thể đánh bại độc cô dương thời điểm Tự nhiên không sợ người khác ám sát Hoàng tuyển doanh nhìn như bền chắc như thép Kỳ thực cũng là âm thầm phân liệt Phe phái nghiêm trọng Lý lão chính là vô tâm tranh đoạt Mới có thể lựa chọn ẩn cư tại tinh thần các bên trong Chỉ bất quá diệp trần xuất hiện Nhưng hắn thấy được hy vọng Một tia có thể hoàn thành tìm cách hơn 30 năm kế hoạch hy vọng Ngươi nói đúng có thể hay không trở về tông môn, hết thảy hy vọng đều ở đây Diệp Trần trên thân, nhất thiết phải nhường hắn an ổn trường thành tiếp. Áo bào đen lão giả trong mắt để lộ ra vẻ kiên định, đồng thời cũng có một cỗ vẻ hung ác. Chỉ cần có ai dám can đảm tổn thương Diệp Trần, liền xem như bốc lên nguy hiểm tính mạng, cũng muốn bảo vệ hắn an toàn. Bây giờ, vách núi trên vách đá dựng đứng. Lăn lộn sát khí đã không còn là tùy ý tàn phá bừa bãi, mà là giống như ôn thuận con cừu non, tại Diệp Trần trung quanh thân thể chậm rãi lưu động, giữa ngón tay khẽ động, sát khí liền lao nhanh mà ra, thành thạo nắm trong tay. Bước ra thứ cửu bộ phía sau, cơ thể liền có thể hoàn toàn khống chế huyết sắc chi khí, chỉ như vung tay, vô cùng dễ dàng. Diệp Trần trên mặt mang theo ý cười, tâm niệm vừa động, toàn bộ vách núi đều cũng có huyết sắc chi khí phun mạnh ra tới, phảng phất một đảo huyết sắc trụ lớn, trực chỉ thương khung. Cửu bộ bước ra, theo đạo lý tôi nói, đã hoàn thành khảo nghiệm nhưng ta cuối cùng cảm giác tại cửa bộ sau đó, còn có một tầng mơ mơ hồ hồ màng ánh sáng, tại ngăn chở ta tiếp tục đi tới. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng, hai tay duỗi ra, nguyên lực hóa thành một đảo sáng chói lưu quang, hướng phía trước đánh tới. Đinh một tiếng, màng ánh sáng vỡ vụn, một cái lập lòe kim quang huyết châu bay ra, kim mang bốn phía, chậm rãi rơi vào Diệp Trần tay trên lòng bàn tay, cuối cùng sáp nhập vào trong thân thể. Thiên mã đồ đằng bắt đầu run rẩy, một hơi đem tất cả huyết sắc chi phí đều phun ra, huyết sắc chi phí dung nhập kim sắc huyết châu, vẻ này kim mang trở nên càng thêm rực rỡ, tựa như một vòng đại nhật, trói mắt vô cùng. đây là vật gì? diệp trần nhìn qua kim sắc huyết châu, có thể cảm thấy bên trong sức mạnh mênh mông, vừa mới tiếp xúc, lực lượng của thân thể liền bị rút sạch, cả người ngồi liệt trên mặt đất, khí lực hoàn toàn không có. ầm ầm. lúc này vách đá mở ra, bên trong đi ra một thân ảnh bỗng nhiên chính là lý lão nhìn thấy lý lão xuất hiện diệp trần khó khăn bỏ lên cúi đầu nói lý lão ta đã thông qua được cửa bộ khảo nghiệm mới có thể nhận được hai cái kia đan dược a đó là tự nhiên lý lão vung tay lên đem hai bình ngọc giao cho diệp trần vui mừng nói người hào hết thiên tân vạn khổ chỉ là vì bằng hữu lấy đan dược chữa thương như thế tâm tính thật sự là để cho ta khâm phục nhưng hai loại đan dược giá trị liên thành liền xem như toàn bộ hoàng tuyển doanh cũng vẹn vẹn có một phần, ngươi nhất định phải đưa cho ngươi bằng hiếu, mà không phải để lại cho mình. Diệp Trần đầu tiên là ngượng ngập nở nụ cười, tiếp đó nhẹ nhõm nói, xin hỏi Lý Lão, tam cấp đan dược phải chăng đan dược đỉnh phong nhất? Dĩ nhiên không phải, tam cấp đan dược phía trên, còn có cấp 4 cấp 5, thậm chí trong truyền thuyết 9 cấp thánh dược, nói trắng ra là, tam cấp đan dược chỉ là cấp độ nhập môn đan dược, cũng không thể nói là đỉnh phong. Đã như vậy, vậy ta vì sao muốn đem hắn phụng làm côi bảo? Diệp Trần một câu hỏi lại, lập tức nhường lý lão sừng sờ ở một bên. Diệp Trần tiếp tục nói, đan dược không còn, có thể tiếp tục tìm kiếm, chỉ mong ý là ngươi cản đao bằng hữu không còn, có thể ngươi cả một đời cũng khó khăn tìm người thứ hai, vậy những đan dược này giữ lại còn có ý nghĩa gì? Xem ra, ta quả nhiên không chọn lầm người. Lý Nho Phong mãn là vui mừng, tiếng nói nhất chuyển, dặn dò, lần này cửu bộ khảo nghiệm, Can hệ trọng đại, người ngàn vạn lần không muốn cùng người khác nhắc lên, liền xem như thân mật nhất người cũng muốn giữ bí mật, nếu không sẽ đưa tới hỏa sát thân. Ta hiểu được, Diệp Trần mặc dù không biết Lý Lão tại sao phải để chính mình giữ bí mật, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng. Đến nỗi giọt kia kim sắc huyết châu, tựa hồ Lý Lão cũng không biết sự hiện hữu của nó, Diệp Trần vẫn là lựa chọn tạm thời giữ bí mật, hắn luôn cảm giác giọt máu này có chút cổ quái, tựa hồ dính lưu huyết sát chi khí thậm chí toàn bộ hoàng tuyển doanh bí mật lớn nhất. Lý Lão, đây chính là Diệp Trần A, quả nhiên có mấy phần thần phong chi sắc. Trên vách đá có một thanh âm truyền đến. Diệp Trần quay đầu nhìn lại, chợt liền thấy phía trước có khói mù dày đặc phun ra, phảng phất từ mặt đất lướt đi, vô thanh vô tức, một bóng người từ trong khói đen dần dần hiện hiện ra, chính là hắc bào lão giả kia. Diệp Trần, để ta giới thiệu một chút, hắn gọi là chớ tuần, ngươi gọi hắn tuần lão liền có thể tuần lão cùng ta cũng là hoàng tuyển doanh thủ hộ giả phụ trách thủ hộ hoàng tuyển doanh an nguy các ngươi nói tới tương dương vương kỳ thực cũng là thủ hộ giả một trong diệp trần cả kinh hắn biết lý lão thực lực không kém nhưng là không nghĩ tới hắn có thể đủ cùng tương dương vương bình lên bình tỏa. đây chẳng phải là nói rõ lý lão cùng trước mắt tên này áo bào đen lão giả thực lực cũng đạt tới chân nguyên cảnh hậu kỳ tiểu tử diệp trần gặp qua tuần lão Diệp Trần đối với áo bào đen lão giả hơi hơi không người. Tuần lão mỉm cười gật đầu, tràn đầy vui mừng, không kiêu không gấp, chỉ là điểm này, liền so độc cô dương tốt gấp trăm ngàn lần, hy vọng ngươi cố gắng để thăng tư chất, ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy được tả vân thu kinh ngạc bộ dáng. Tả vân thu cũng là thủ hộ giả một trong, tính cách sốt ruột, làm người không ai bị nổi, ngươi không cần nhiều làm lý tới, đến nỗi cái kia độc cô dương, bất quá là tôm tép nhãi nhép, hạng giá áo túi cơm thôi, Lý Lão lập tức nói bổ sung, hừ hừ bất bình. Tả Vân Thu, độc cô Dương. Diệp Trần mặt ngoài gật đầu, trong lòng nhưng là đem hai người kia tên ghi tạc trong lòng. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, người mang theo Diệp Trần rời đi tinh vân đường, miễn cho Tả Vân Thu hoài nghi. Tuần Lão nhắc nhở, yên tâm, việc này ta sau so ngươi còn khẩn trương. Lý Lão cười ha ha một tiếng, lòng bàn tay phách động, phía trước vách đá nứt ra, xuất hiện một đầu kéo dài thông đạo, làm bước vào lối đi một cái trước mắt vách đá khép lại ngoại nhân căn bản không thể phát hiện trong đó thầm nghĩ thông đạo kéo dài kéo dài đến một chỗ vắng vẻ trong núi rừng vì che giấu tai mắt người lý lão giữa đường rời đi từ diệp trần một thân một mình trở về hoàng tuyển doanh diệp trần vừa bước vào hoàng tuyển doanh không bao lâu một thanh âm chuyển đến diệp trần quay đầu nhìn lại chỉ thấy mình nhà gỗ đã bị người cướp đi cạnh mở cửa phòng lụi bại một bã vụn dài đầy một chỗ, mà ở trên nóc nhà có một người đang nhàn nhã mà nằm ngửa. Một màn này, nhưng Diệp Trần ánh mắt lạnh lẽo. Hoàng Tuyền Doanh có văn bản rõ ràng quy định, không được tự mình tiến vào người khác nhà gỗ, nếu như mình tại bên trong nhà gỗ phóng có cái gì vật quý giá, hoặc không thấy được bí mật của người, chẳng phải là muốn bị người tất cả đều trộm đi. Lạnh Ngân Nguyệt, người đây là ý gì? Diệp Trần mặt không biểu tình, ngữ khí băng lãnh, trước mắt tên này Ngân Bảo thiếu niên, chính là tam danh đứng hàng thứ nhất thiên tài thiếu niên, gọi là Lạnh Ngân Nguyệt, tu vi đã đến võ đạo cửu trọng thiên trung kỳ, tư chất một thước ba. Lạnh Ngân Nguyệt cùng Diệp Trần cũng không gặp nhau, càng không có bất luận cái gì ân oán, nhưng Lạnh Ngân Nguyệt lần này cử động, đã để Diệp Trần trong lòng sinh giận. Tổng quản phái ta truyền triệu ngươi đến hình pháp đường một chuyến, đi với ta một chuyến a. Lạnh Ngân Nguyệt đối với Diệp Trần giọng của rất khó chịu, chính mình đường đường tam danh đệ nhất thiên tài, địa vị cao thượng, nếu như đổi lại là những người khác, hắn đã sớm xông đi lên đánh cho một trận. Bất quá, vừa nghĩ với Diệp Trần sắp gặp phải vận mệnh, lạnh ngân nguyệt cũng không thèm để ý, trong tươi cười mang theo sâu đậm đáng thương chi sắc. Ta bây giờ vội vàng, có rảnh lại nói. Diệp Trần nhấc chân lên, trực tiếp xuyên qua lạnh ngân nguyệt, hướng cao ngân chỗ ở nhà gỗ đi đến, hắn vẫn chờ cái này cứu mạng đan dược. Dừng lại, ngươi thế mà chống lại truyền triệu, chán sống không thành lạnh ngân nguyệt cảm giác mình tôn nghiêm bị dẫm đạp, trong mắt lóe lên một đảo hàn quang, thân hình lấp lóe giống như một đầu trục mồi hùng ưng, đáp xuống. Oanh! Diệp Trần xoay người đấm ra một quyền, khí huyết quay cuồng giống như đào thét nộ long, quyền phong gào thét, đem lạnh ngân nguyệt đánh bay ra ngoài, đạp đạp lui về sau vài chục bước, mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Tổng quản truyền triệu ta, đó là tổng quản chuyện, Người lạnh ngân nguyệt còn không có tư cách tại trước mặt của ta la lối om sòm, còn dám đến gần một bước, ta bảo đảm ngươi trong vòng ba tháng, đều sẽ nằm ở trên giường bệnh. Diệp Trần ánh mắt vô cùng âm lãnh, nhưng lạnh ngân nguyệt toàn bộ trái tim đều run rẩy không thôi, muốn nói chuyện, cũng không dám có bất kỳ động tác. Đứng tại trước mắt mình thiếu niên này, tuy vẻn vẹn có võ đạo thất trọng thiên hậu kỳ tu vi, nhưng thực lực mạnh, đủ để miểu sát võ đạo cửu trọng thiên cao thủ, hơn nữa còn là lấy một địch năm. Lạnh ngân nguyệt tự xưng là thực lực mình không kém, cùng diệp trần so sánh vẫn là kém không thiếu đi tới cao ngân nhà gỗ diệp trần không nói hai lời đem tam văn xuyên vân đan rót vào cao ngân trong miệng chợt ở một bên lặng chờ ngươi thông qua được tinh vân đường khảo nghiệm thanh y đại phu đi đến kinh ngạc nhìn xem diệp trần lắc đầu diệp trần tùy tiện viện một vai diễn lời nói ta dùng những thứ khác chân bảo đổi lấy hai loại đan dược cũng không có đi tới tinh vân đường thanh y đại phu còn nghĩ hỏi thăm gặp diệp trần im miệng không nói không nói cũng chỉ có thể coi như không có gì đan dược ăn vào sau đó cao ngân cảm giác thể nội có cỗ thanh lưu phun trào mở hai mắt ra tràn đầy cảm kích nhìn xem diệp trần run giọng nói diệp trần chuyện này phân ta cao ngân nhớ kỹ tất cả mọi người là bằng hữu đừng nói tình cảm không tình cảm huống chi không phải là bởi vì lời của ta ngươi cũng không cần gặp dạng này đau đớn diệp trần sắp tối ngọc đoạn tục cao bôi ở miệng vết thương tùy ý nói một lát sau cao ngân vết thương trên người bắt đầu kết vẩy nguyên bản gầy lìa xương sườn cũng có cảm giác tê dại tựa hồ đang gia tốc khép lại dược hiệu cực kỳ thần kỳ tam cấp đan dược quả nhiên danh bất hư truyền diệp trần nhìn thấy cao ngân biến hóa trên mặt đã lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười cao ngân ngươi chậm rãi khôi phục ta còn có chuyện quan trọng tại người trước hết rời đi diệp trần nói một câu quay người đối với thanh y đại phu đạo khôi phục sự nghi còn xin đại phu nhiều chăm sóc, có gì cần, cứ việc phân phó xuống, liền nói là lấy ta Diệp Trần danh nghĩa. "Hảo, ngươi yên tâm đi. Có thể đổi lấy chân quý như vậy tam cấp đan dược, đại phu nào dám xem nhẹ Diệp Trần?" vội vàng trả lời, không dám có nửa điểm dây dưa. Làm Diệp Trần rời đi nhà gỗ, Lạnh Ngân Nguyệt vẫn tại chờ đợi. Diệp Trần cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp hướng quản sự lầu nhanh chân đi đi. Lúc này quản sự lầu đã tụ tập đông đảo thiên tài thiếu niên, tất cả mọi người đều là cùng nhau nhìn về phía Diệp Trần, ánh mắt mang theo trào phúng, thậm chí còn có chút tiếng chế nhạo âm, nghiếm nhiên một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Khởi bầm tổng quản, Diệp Trần đưa đến. Lạnh Ngân Nguyệt nhanh chân đi đến đại sảnh bên trong, hướng về phía công đường người cung kính nói. Hoàng Tuyền Doanh Tổng Quản, Bạch Thắng, Tương Dương Vương Thập Tam Môn Đồ Một Trong, phụ trách quản lý Hoàng Tuyền Doanh hết thảy sự vụ lớn nhỏ, đồng thời hắn còn có một cái thân phận đặc thù, trắng lăng thiên thân cậu. Làm Diệp Trần nhìn thấy hắn mới nhìn thời điểm, cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Bạch Thắng ánh mắt rất lạnh, đồng thời còn mang theo một loại vẻ khinh miệt. Diệp Trần, ngươi có biết tội của ngươi không? Một cỗ trọng uy áp giống như đại sơn như vậy, đặt ở Diệp Trần hai bờ vai, Bạch Thắng ánh mắt băng lãnh, phảng phất tại thẩm vấn tội phạm. Xin hỏi tổng quản, ta phạm vào tội gì? Diệp Trần kêu rên vài tiếng, chân đạo cường giả uy áp, thật sự là khó có thể chịu đựng. Trước đó không lâu, ngươi cùng nhị doanh năm người đánh nhau, lòng ngươi sinh tức giận, liền đem nó năm người lần lượt sát hại, đã là phạm vào hoàng tuyển doanh tội lớn, ta khuyên ngươi bây giờ lập tức nhận tội, khỏi bị đau khổ ra thịt. Bạch Thắng vừa nói, liền đem Diệp Trần tội danh định chết. Hoàng tuyển doanh có tên là quy định, sinh tử chi chiến, mệnh bất do kỳ, bọn hắn năm người chết liền chết, đây cũng là tội lỗi. Diệp Trần bình tĩnh nói, hỏi ngược một câu, ngữ khí chứa châm. Sinh tử chi chiến, ngươi nhưng có nhân chứng. Tráng lăng thiên lúc này từ bên ngoài đi đến, con mắt hơi hơi híp, cười lạnh nói, lúc đó ta trùng hợp tại chỗ, ngươi đánh bại năm người kia sau đó, căn bản cũng không có nghĩ tới lưu thủ, trực tiếp đem bọn hắn giết chết, thủ đoạn chi tàn nhẫn, đơn giản làm cho người giận sôi, còn xin tổng quản mái trèo trần lập tức định tội, gian đe. Tráng lăng thiên nói không sai, ta chính là tam doanh người, lúc đó cũng trùng hợp tại chỗ, Diệp Trần đích đích sát sát là ở không có quyết định sinh tử chiến dưới tình huống, đem nhị doanh năm tên lão binh giết chết, ta theo Diệp Trần không oán không cừu, càng không có xung đột lợi ích, hết thảy ngôn ngữ, cũng là phát ra từ thực tình, tuyệt không dám lừa gạt tổng quản đại nhân. Lạnh ngân nguyệt tiến lên một bước, bổ sung nói. Thấy thế, Diệp Trần đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ngày đó tinh thần các một chuyện, trắng lăng thiên đã sớm đem chính mình ghi hận tại tâm, hôm nay cuối cùng bị hắn tìm được chỗ đau liền ngay cả thông bạch thắng tới tung tin đồn nhảm sinh sự ý đồ vô hãm chính mình đến nỗi cái này lạnh ngân nguyệt nhìn thấy diệp trần lấy một định năm thời điểm chỉ lo lắng mình tên thứ nhất đầu bị đoạt đi cho nên mới sẽ nhảy ra làm ngụy chứng chắc chắn tội danh hai người phối hợp lẫn nhau lại thêm bạch thắng một tay che trời thực quyền người khác liền xem như muốn nói thật ra cũng không dám lên tiếng thật là âm hiểm xảo trá kế hoạch xem ra ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, lạnh ngân nguyệt, trắng lăng thiên. Diệp Trần đối xử lạnh nhạt nhìn về phía hai người, không những không giận mà còn cười, nhưng các ngươi đừng quên, lúc đó Hoàng Tam Suối cũng ở tại chỗ, sự tình đến cùng như thế nào, mời hắn tới liền biết, còn có tần vũ phỉ, nàng theo ta kẻ vai chiến đấu, nàng cũng có thể làm chứng cho ta. Ngươi xác định, trắng lăng thiên đi đến Diệp Trần trước mặt, ha ha cười nói tuyệt không trùng hợp, ngay tại một canh giờ phía trước, Hoàng Tam Suối đã nhận được truyền triệu, tạm thời rời đi Hoàng Tuyển Doanh, mà Tần Vũ Phỉ cũng nhận được nhiệm vụ, bây giờ hẳn là ở xa ngoài trăm dặm, xin hỏi bọn hắn muốn làm sao giúp ngươi làm chứng. Nghe nói như thế, Diệp Thần mí mắt bỗng nhiên lắc một cái, liếc mắt nhìn trắng lăng thiên, trong đầu lập tức mông thượng vẻ lo lắng. Bởi vì cái gọi là cây to đón gió, cái này Diệp Trần đắc tội bạch lăng thiên, lần này chết chắc. Ai bảo hắn không ẩn nhẫn một chút, đây là số mệnh trong đám người tiếng nghị luận lạng yên vang lên. Tất cả mọi người đều biết chân tướng sự tình, nhưng không người nào dám đứng ra nói chuyện. Tại Hoàng Tuyền Doanh, tổng quản địa vị cực cao, gần với Tương Dương Vương, lời hắn nói, chính là nói thật, chính là chân tướng, ai dám phản bác, đây cũng là cách cái chết không xa. Diệp Trần mặc dù có thiên phú có thực lực, nhưng dù sao chỉ là đông đảo tân binh bên trong một thành viên, Bạch Thắng muốn hắn chết, hắn liền phải chết, ai cũng ngăn cản không được lãnh ngân nguyệt, cái này Diệp Trần là các ngươi khu Bắc Tam doanh nhân, ngươi đi giết hắn A, à, liền xem như là giết gà dọa khỉ, thật tốt gõ một chút tân binh nhuệ khí. Bạch Thắng tùy ý nói, cùng bên cạnh Bạch Lăng Thiên nhìn nhau nở nụ cười. Tổng quản đại nhân, Diệp Trần mặc dù phạm vào sai lầm, nhưng dù sao cũng là vi phạm lần đầu, giết khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn, không bằng phế trừ tu vi, nhưng hắn tại Hoàng Tuyền Doanh làm nô làm tì, người xem như thế nào. Lãnh Ngân Nguyệt ngoài miệng nói đến nhân từ, trong lòng kỳ thực tàn nhẫn vô cùng. Chỉ cần Diệp Trần biến thành phế nhân phía sau, hắn liền có thể tùy ý giải vò. Một nô bộc mà thôi, tại hoàng tuyển doanh căn bản không có bất kỳ địa vị, muốn giết cứ giết, muốn đánh thì đánh, căn bản không có người sẽ lý tới việc nhỏ như vậy. Uổng cho ngươi có phần tâm này, ta cho phép. Bạch Thắng làm sao không biết lãnh ngân nguyệt tâm tư, khóe miệng mang theo vẻ tán thưởng. Thật độc ác thủ đoạn diệp trần trong lòng phản giận chính mình cùng lãnh ngân nguyệt không oán không cừu đơn giản là biểu hiện của mình tương đối trói mắt hắn liền xuống như thế ngoan thủ phế trừ tu vi không nói còn muốn chính mình làm nô làm tì đơn giản không cho nửa điểm đường sống hoàng tuyền doanh chuẩn tắc lấy võ vi tôn tại toàn bộ thế giới sao lại không phải muốn không bị người phi nhục chỉ có mình thực lực vượt xa quá đối phương mới có thể chỉ lo thân mình diệp trần trong lòng hiểu ra nếu như mình bây giờ là thực sự đạo cường giả cái này bạch thắng há lại dám cản rỡ như thế lúc này lãnh ngân nguyệt đạp lên tự tin bước chân đi tới diệp thần trước mặt bị vô số người nhìn chăm chú lên hắn có chút khẩn trương nhưng càng nhiều hơn chính là hương phấn từ nay về sau khu bắc tam doanh tên thứ nhất bảo tọa đem không người có thể dung chuyển diệp trần coi như ngươi thiên phú cho dù tốt cuối cùng còn không phải phải rơi vào trong tay ta lãnh ngân nguyệt khí diễm phách lối này cũng chưa hẳn Diệp Trần hít sâu một hơi, đôi mắt mở ra, một đạo tinh mang lướt qua. Nơi này có tổng quản đại nhân tỏa chấn, chỉ cần ngươi vừa động thủ, liền chắc chắn phải chết. Lãnh Ngân Nguyệt biết Diệp Trần là một cái xương cứng, nhưng nghĩ tới có bạch thắng cái này chân đạo cao thủ tại sau lưng, hắn căn bản không sợ Diệp Trần chơi hoa chiêu gì. Ngân Nguyệt chảm, chợt quát một tiếng, Lãnh Ngân Nguyệt cánh tay bộc phát ra ánh sáng màu bạc, khí nhận gào thét, tốc độ nhanh đến không có chút nào tăm hơi. Nói cho cùng, Lãnh Ngân Nguyệt cũng là khu Bắc Tam doanh đệ nhất cao thủ, thực lực cũng không kém, chỉ là Diệp Trần quá mức xuất sắc, nhưng tất cả mọi người quên đi hắn tồn tại. Bạch Thắng nhìn thấy Lãnh Ngân Nguyệt ra tay, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cái này Lãnh Ngân Nguyệt thực lực không tệ, làm người khéo đưa đẩy, có thể biến thành của mình, mở rộng chính mình đối với khu Bắc Trường Khống. Đến nỗi Diệp Trần, Bạch Thắng căn bản không tin hắn có thể đủ vượt cấp giết chết võ đạo cửu trọng thiên cao thủ ngày đó sở dĩ có thể lấy một địch năm, tất cả đều là tần vũ phỉ nguyên nhân, cùng tiểu tử này không có nửa điểm quan hệ. Đất bằng bên trong, Diệp Trần mặt không thay đổi nhìn qua hung mãnh đánh tới lãnh ngân nguyệt, ngón tay hơi gẩy thanh sắc chỉ kình không ngừng phụt ra hút vào. Hưu, liền tại đây một cái chớp mắt, cuồng phong gào thét, đem Diệp Trần áo bào thổi đến bay phất phới, mà lãnh ngân nguyệt đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, hai tay lật ra hai thanh trùy thủ, mang theo màu bạc tất sát tinh mang, sát ý dữ tợn, tốc độ thần nhanh, lãnh ngân nguyệt thực lực thật mạnh. Một màn này, để đám người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng Diệp Trần biểu tình trên mặt bình tĩnh như trước, đôi mắt chuyển động, toàn bộ quản sự trong lâu, một ngọn cây cọng cỏ, nhất động nhất tính, tất cả đều thu vào trong mắt của hắn, bao quát cái kia hai thanh theo gió nhi động ngân sắc chỉ thủ. Diệp Trần đột nhiên động, giữa ngón tay quét ngang, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thiên địa quy luật, nhìn như chậm chạp, kỳ thực bắt được chỉ thủ yếu ớt khe hở. Chết! Diệp Trần miệng phun một chữ, thanh mang bạo liệt, cho đám người chính là nhìn thấy một đảo huyết tiến phun ra. Tiếng kêu rên đồng thời truyền đến, vang vọng toàn bộ quản sự lầu, chỉ thấy lãnh ngân nguyệt không còn mới vừa phách lối bá đảo, bụng dưới xuất hiện một cái huyết động, nóng bỏng tiên huyết không ngừng mà phun tới. Người thật là ác độc, bởi vì đau hận, lãnh ngân nguyệt đem bờ môi đều cắn nát, Diệp Trần cái kia một ngón tay, kích phá hắn nguyên hải, triệt để phế đi tu vi của hắn từ nay về sau hắn chỉ có thể làm một người bình thường cái này so với giết hắn còn muốn tàn nhẫn ngươi muốn phế tu vi của ta ta liền phế bỏ ngươi khu bắc tam doanh đệ nhất thiên tài chỉ cần ta muốn tùy thời tùy chỗ cũng có thể cầm xuống diệp trần khóe miệng cười nhạt ánh mắt trào phúng coi như ngươi làm người khác cẩu ta diệp trần cũng không từng sợ diệp trần chào ngươi gan to trong mắt ngươi còn có hay không ta đây cái hoàng tuyển doanh tổng quản bạch thắng cảm giác mình tôn nghiêm bị diệp trần dẫm nát dưới chân cả khuôn mặt đều biến thành màu gan heo nhìn qua mắt bạch thắng diệp trần ha ha cười nói ngươi còn dám nói mình là hoàng tuyển doanh tổng quản lấy việc công làm việc tư oan uổng người tốt đây là hoàng tuyển doanh tổng quản chuyện nên làm không tiện xanh đỏ đen trắng tự mình tra tấn đây là hoàng tuyển doanh tổng quản chuyện nên làm bạch thắng a à bạch thắng ta khuyên ngươi vẫn là đừng bảo đảm lấy cháu ngoại của ngươi bằng không ngươi sớm muộn sẽ chọc tới đại họa Ngươi ngậm miệng. Bạch Lăng Thiên bị Diệp Trần mà nói tức giận đến thất khiếu bốc khói, lôi ra bảo kiếm bên hông, liền muốn hướng Diệp Trần đánh tới. Ngươi dám gần thêm bước nữa, ta dám cam đoan, kết quả của ngươi so lãnh ngân nguyệt thảm gấp 10. Đối xử lạnh nhạt đảo qua, Diệp Trần lời nói lạnh như băng bao phủ toàn trường, nhưng Bạch Lăng Thiên cả người đều ngẩn ở một bên, tim gan đều sợ hãi, càng không dám tiến lên nữa một bước. Bạch Lăng Thiên sợ. Đối mặt với người thiếu niên trước mắt này, hắn liền một tia ý động thủ cũng không có. Xem ra cái này Diệp Trần, không thể lưu lại, bằng không lăng thiên đời này thành tựu cũng là như vậy. Bạch Thắng liếc thấy được đi ra, Diệp Trần đã trở thành Bạch Lăng Thiên tâm ma, chỉ cần Diệp Trần còn sống, Bạch Lăng Thiên liền không khả năng trở thành một mình đảm đương một phía cường giả. Ánh mắt sững sờ, Bạch Thắng trên thân bộc phát ra vô cùng kinh người khí thế, nhưng Diệp Trần lỗ chân lông khuếch trương, tứ chi trở nên cứng, giống như bị một đầu giá thú phong tỏa, đã biến thành trong miệng con mồi. Diệp Trần xong, trong lòng mọi người thầm than, không phản kháng còn có thể mạng sống, bây giờ Bạch Thắng ra tay, Diệp Trần cho dù có 10 đầu mệnh, hôm nay cũng là khó thoát khỏi cái chết. Chết, khí thế cường đại tránh tung liền qua, Diệp Trần chỉ cảm thấy Bạch Thắng cơ thể phản phất sáp nhập vào không khí, trong ánh lấp lánh, đã tới trước mặt mình, bàn tay giống như chim ưng, trường phong lạnh lẽo, so trời thủ còn muốn sắc bén. Đây chính là chân đạo cường giả thực lực. Khi thật sự đối mặt với chân đạo cường giả sức mạnh, Diệp Trần trong đáy lòng có loại cảm giác bất lực, đôi mắt run không ngừng, nhưng là khó mà tìm đến bỏ sót, không chỗ có thể trốn, không chỗ còn kích. Ân, Diệp Trần đột nhiên sững sờ, có chút cổ quái, Bạch Thắng vẻ này giữ tận sát ý thế mà biến mất. Tập trung nhìn vào, Bạch Thắng cũng không có tiêu thất, bất quá lúc này Bạch Thắng cơ thể ở giữa không trung đình trụ, đồng tử không ngừng phóng đại, phảng phất là nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị, toàn thân cao thấp bị một cỗ lực lượng vô hình giam lại. Làm sao có thể? Diệp Trần khuôn mặt không ngừng co rúm, tại Bạch Thắng trước mặt, xuất hiện xòe tay ra trưởng, một chương tử nguyên lực ngưng tụ bàn tay. Tấm kia bàn tay trường dài một trượng, mạch lạc rõ ràng, nguyên lực phun ra nuốt vào ở giữa, tựa hồ uông dương đại hải, Diệp Trần không chút nghi ngờ, chỉ cần những thứ này nguyên lực trong nháy mắt bộc phát, cả tòa quản sự lầu đều bị phá hủy cút đi một đạo thân thể cường tráng âm thanh từ giữa không trung truyền đến nguyên lực bàn tay đẩy nguyên bản còn uy phong bát diện bạch thắng lập tức rớt xuống đất chật vật giống như heo chó bạch thắng từ dưới đất bò dậy cúi đầu xem xét trên ngực xuất hiện một đạo dấu bàn tay rành rành nhưng toàn thân hắn băng lãnh đối phương nếu có tâm giết mình vừa rồi một trường kia cũng đủ để lấy đi tính mạng của hắn lớn mật cuồng đồ lại dám tại hoàng tuyền doanh nháo sự muốn chết phải không bạch lăng thiên chỉ vào giữa không trung mắng mình cứu cứu là hoàng tuyền doanh tổng quản địa vị gần như chỉ ở tương dương vương phía dưới căn bản không sợ gây chuyện quả nhiên là người ngu xuẩn diệp trần trợn trắng mắt có thể dễ dàng như thế đả thương bạch thắng người đến chắc chắn cũng là chân đạo cường giả cái này bạch lăng thiên thế mà chỉ vào chân đạo cường giả cái mũi chửi rùa đây không phải tự tìm cái chết sao lăng thiên không được vô lễ bạch thắng trong đầu đều nhanh muốn khóc chết nếu không phải là xem ở Bạch Lăng Thiên là hắn thân ngoại sinh mặt trên, thật hận không thể một cái tát chụp chết. Không biết người tới là cái nào vì tiền cùng thế hệ, tại hạ Bạch Thắng, như có đắc tội, còn xin tiền bối chớ nên trách tội. Bạch Thắng hai tay ôm quyền, con mắt đảo mắt một vòng, vẫn là tìm không đến tung ảnh của đối phương, trong đầu càng không dám chậm trễ. Hoàng Tuyền Doanh là bồi dưỡng thiên tài chỗ, không phải ngươi Bạch Thắng thiên hạ, về sau ngươi nếu là dám động Diệp Trần một cọng tóc gáy, ta liền để ngươi chết không nơi táng thân. Âm thanh lại lần nữa truyền ra, chợt một đạo cuồng phong đảo qua, cố khí thế kia thoáng chốc tiêu thất, để cho người ta cũng không còn cách nào cảm thấy. Thực lực thật là khủng khiếp. Đám người trái tim không ngừng run rẩy, tới vô ảnh đi vô tung, đây mới thật sự là cường giả thủ đoạn. Có thể tự do ra vào hoàng tuyển doanh, nhất định là chúng ta hoàng tuyển doanh người, thật không nghĩ tới, tại tổng quản phía trên, còn có như thế một tôn cường giả tuyệt thế có người thấp giọng nghị luận ta nghe nói hoàng tuyền doanh có tứ đại thủ hộ giả chẳng lẽ vị cao nhân này chính là một người trong đó sau khi nghe xong diệp trần bỗng nhiên nghĩ tới ở trên vách núi mà nói trong lòng nở nụ cười người đến hẳn là vị kia tuần già tổng quản đại nhân chuyện này ngươi còn phải tiếp tục truy cứu sao diệp trần vừa quay đầu trên mặt ý cười khắp nhiên đương nhiên cỗ này mỉm cười ở trong mắt người khác không khác trào phúng cùng diễu cợt Bạch Thắng thật hận không thể đem Diệp Trần xé sống, nhưng nghĩ đến phía sau hắn cường giả, trong lòng căng thẳng, mạnh lôi ra một cái khuôn mặt tươi cười, chuyện này còn rất nhiều điểm đáng ngờ, tạm thời trước tiên không truy cứu lỗi lầm của ngươi, ngươi đi đi. Hoa! Đám người rối loạn tương bừng. Bạch Thắng phục nguyễn, chẳng lẽ cái này Diệp Trần hậu trường chính là trong truyền thuyết hoàng tuyển danh thủ hộ giả? Tất nhiên Tổng Quản đều nói, vậy ta cũng sẽ không truy cứu bạch thắng trong lòng tảng đá lớn mới vừa vặn thả xuống diệp trần một chút câu nói lập tức nhường hắn một cái giận mình diệp trần cười lạnh nói chuyện này ta chưa từng có sai lại bị bạch lăng thiên cùng lạnh ngân nguyệt vô cớ oan uổng khẩu khí này ta như thế nào đều nuốt không trôi ta muốn cũng không nhiều ba mươi mai phá quân đan liền có thể diệp trần đọc rõ chữ cực nặng tất cả mọi người đều nghe được hàm nghĩa trong đó ba mươi mai phá quân đan ngươi làm gì không đi cướp diệp trần ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ đừng cho là ta cứu cứu thật không dám động tới ngươi trước mặt nhiều người như vậy bạch lăng thiên nói thế nào cũng không thể mất mặt không phải vậy về sau hắn còn thế nào tại hoàng tuyển doanh lẫn vào vậy ngươi có thể nhường cứu cứu ngươi đụng ta một cọng tóc gáy thử xem diệp trần hai tay khoanh trước ngực mang theo đùa dẫn ánh mắt rơi vào bạch thắng trên thân ba mươi mai phá quân đan không nhiều ngươi cầm đi đi bạch thắng lên tiếng ngăn lại hai người tranh cái tay hất lên một cái bình ngọc rơi vào Diệp Trần trên tay, không nhiều không ít, vừa vặn có 30 mai phá quân đan. Cứu cứu, người đây không phải dung dưỡng hắn uy phong sao. Bạch Lăng Thiên vừa nói, cũng cảm giác được Bạch Thắng trên người tức giận, lập tức ngậm miệng lại, âm trầm vô cùng chừng Diệp Trần. Bạch Thắng sắc mặt từ xanh biến đỏ, lại từ hồng trở nên xanh xám sắc, cả người đều không ngừng run rẩy. hắn thân là hoàng tuyển doanh tổng quản, liền tương dương vương đô muốn cho mấy phần chút tình mọn, hôm nay bị một cái tân binh bóc lột, thực sự là vô cùng nhục nhã. Ha ha, vẫn là tổng quản đại nhân tự biết mình, Bạch Lăng Thiên, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng đến chọc ta, không phải vậy, kết quả của ngươi lại so với lạnh ngân nguyệt thảm gấp 10. Diệp Trần con mắt đào qua trước mặt ba người, vung tay áo một cái, sái bước đi ra quản sự lầu, bước chân nhẹ nhàng tiêu sái, áo bào xoay tròn, tràn đầy tuấn giật chi sắc, nhường đám người nhất thời nhìn ngốc. Mọi người vây xem cũng nhao nhao tán đi, ánh mắt rơi vào Bạch Thắng trên người thời điểm, không còn là kính sợ, mà là mang theo từng tia khinh bỉ và khinh thường, lấn yếu sợ mạnh, còn bị Diệp Trần bóp lột 30 mai phá quân đan, thực sự là mất mặt ném về tận nhà bên trong đi. Cứu cứu, cái này Bạch Lăng Thiên vừa nói chuyện, liền bị Bạch Thắng cắt đứt, hắn mặt trầm như nước, cắn răng nói cái này Diệp Trần nhất định không thể giữ lại, bằng không chúng ta vĩnh viễn không ngày nổi danh. Một chỗ khe núi chỗ sâu, Diệp Trần ngồi xếp bằng nguyên lực tại thể nội ra ra vào vào, không ngừng rót vào Diệp Trần trong thân thể, rèn luyện thể phách, mở rộng nguyên hải, chậm chạp tăng cường lấy thực lực. Võ đạo cửu trọng, trọng yếu nhất vẫn là tăng cường thể chất, Diệp Trần một mực nhớ ký câu nói này, không ngừng rèn luyện cơ thể, nhường nhục thân trở nên càng thêm hoàn mỹ, không gì không phá. Đi qua quản sự lầu một chuyện, Diệp Trần khẩn cấp cần thực lực, cần trở nên càng thêm cường đại, sớm này đột phá võ đạo gông cùng xiềng xích, bước vào chân đạo cảnh giới chỉ có tiến vào cấp bậc kia mới có thể nắm giữ thực lực chân chính nhận được người khác kính sợ trừ cái đó ra chỉ có tiến vào chân đạo cảnh giới diệp trần mới có thể mở ra quả thứ tư đồ đằng nhận được mới võ điển cùng thần thông hơn nữa chân chính mở ra thượng cổ nguyên trận thượng cổ nguyên trận thế nhưng là liền ngô trận tử đều coi là côi bảo tồn tại là nguyên trận chi thủy tổ uy lực chắc chắn kinh người vô cùng chỉ là nghĩ như vậy diệp trần trong lòng liền một hồi lửa nóng bởi vậy, Diệp Trần tại cao ngân thương thế tốt sau đó, liền tự mình tiến vào khe núi, tìm được khối này chỗ ẩn núp, hy vọng có thể có chỗ tinh tiến, lần nữa đột phá. Một phen tu luyện phía sau, Diệp Trần lấy ra một cái bình ngọc, bên trong có 30 mai phá quân đan, tăng thêm đoạn thời gian trước chính mình tích lũy, tổng cộng có 50 mai phá quân đan. Người khác phục dụng phá quân đan, cũng là ba ngày phục dụng một lần, cẩn thận từng ly từng tí, bằng không phá quân đan bên trong sát khí quá nhiều, ngược lại sẽ tê liệt thần trí, mang đến không thể vãn hồi tổn thương. Nhưng Diệp Trần có thiên mã đồ đằng, sát khí căn bản là không có cách tổn thương người, cho nên cũng không có lo lắng cái thuyết pháp này. Lộc cầu, 50 mai phá quân đan nhét vào trong miệng, trong nháy mắt hóa thành cuồng bạo dược lực, trong thân thể không ngừng mà vọt đi, đơn giản như lang như hổ, đổi lại là trưởng thành, tại chỗ liền muốn ngất đi. Diệp Trần thôi động thiên mã đồ đằng, đem những sát khí kia đều hấp thu đi vào, còn lại dược lực bị mỗi một khối huyết nhục hấp thu căn bản không có một phân một hào lãng phí và tận kỳ dụng qua sau nửa canh giờ dược lực dần dần tiêu tan diệp trần bỗng nhiên mở hai mắt ra một đào huyết hồng chi sắc tại trong đồng tử lan tràn nhưng rất nhanh huyết hồng chi sắc liền biến mất thay vào đó là giống như giếng cổ như vậy màu mực đôi mắt kỳ quái như thế nào tu vi không có nửa điểm tăng thêm diệp trần đột nhiên cảm thấy kỳ quái trước đây phục dụng hai cái phá quân đan, tu vi của mình tăng vọt rất nhiều, lần này phục dụng 50 mai, theo đạo lý tôi nói, hẳn là sẽ đột nhiên tăng mạnh, sao bây giờ không có nửa điểm phản ứng. Tinh tế nhìn lại, Diệp Trần lập tức minh bạch. Những sát khí kia cũng không có bị thiên mã đồ đằng thôn phệ, mà là tất cả đều sáp nhập vào kim sắc huyết châu bên trong, nguyên bản chỉ có lớn chừng hạt đậu kim sắc huyết châu, bây giờ có lớn chừng ngón cái, kim mang bốn phía, tựa hồ mang theo một loại nào đó huyền diệu ba động. Diệp Trần không khỏi có chút thất lạc, phá quân đan được không dễ, thế mà tất cả đều bị cái này màu vàng huyết châu hấp thu, cũng không biết kim sắc huyết châu là cái gì, nếu như vô dụng, chẳng phải là thua thiệt lớn. Cái này làm Diệp Trần buồn rầu thời điểm, cao ngân thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt bên trong, thần sắc hắn gấp rút, tựa hồ gặp cái đại sự gì. Cao ngân, xảy ra chuyện gì? Diệp Trần thu hồi nguyên lực, bước nhanh tới. Cao ngân thở hổn hển, vội vàng đạo, hoàng tuyền doanh ra lệnh, để cho ngươi đi tới quản sự lầu, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Chuyện quan trọng thương lượng. Diệp Trần lông mày nhíu lại, chẳng lẽ là cái này Bạch Thắng còn không hết hy vọng, muốn làm hại chính mình. Chỉ chốc lát, Diệp Trần đi tới quản sự lầu. Ra ngoài ý định, vừa đi vào quản sự lầu thời điểm, bên trong đã ngồi hơn 10 tên thiếu niên, tu vi đều là võ đạo cửu trọng thiên, thậm chí có mấy người khí tức không ở trắng lăng thiên phía dưới. Tại chỗ hơn 10 người, tất cả đều là hoàng tuyển doanh siêu cấp thiên tài, tại cái nào đó trong doanh, cũng là trước người cao thủ. Tiểu tử này là ai? Diệp Trần Tu Vi vẻn vẹn có võ đạo thất trọng thiên hậu kỳ, lập tức đưa tới mọi người khinh bỉ. Gần nhất xanh tiếng lan truyền lớn Diệp Trần, lấy một địch năm, hơn nữa phế đi lạnh ngân nguyệt, bóc lột bạch thắng tổng quản 30 mai phá quân đan, là một cái nhân vật hung ác. Có một người đột nhiên nói. Diệp Trần mọi người tại đây đều nghe qua những sự tình này, lập tức thu hồi lòng khinh thị, ném lấy hữu hảo mỉm cười. Đối với cái này, Diệp Trần cũng không thèm để ý, tìm được vị trí của mình ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi. Rất nhanh, lần lượt có thiên tài thiếu niên đi vào, trong đó cũng có tần vũ phỉ thân ảnh, nàng một thân hỏa hồng sắc sáp ra, đem có lồi có lõm dáng người hoàn mỹ làm nổi bật lên tới, khuôn mặt khí khái hào hùng ngang nhiên, lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người cái này chính là khu bắc tam doanh tần vũ phỉ, thực sự là quá đẹp. Nếu như có thể nhận được nàng niềm vui, liền xem như giảm thọ 10 năm, ta cũng nguyện ý. Đám người nghị luận ầm ý, không che giấu chút nào người yêu của mình mộ chi tâm, tần vũ phỉ vẩy tóc, trực tiếp ngồi ở diệp trần bên cạnh, lạnh lùng nói, nghe nói người suýt chút nữa bị bạch thắng oan uổng, vận khí không tệ, thế mà không chết. Ngươi liền không thể nói vài lời lời hữu ích. Ngươi cứ như vậy muốn thấy được ta chết diệp trần đối với bên cạnh nữ tử này không biết nói gì mở miệng im lặng cũng là kêu đánh kêu giết căn bản vốn không ôn nhu trước đây thù ta không có quên ta không muốn thấy được ngươi chết ta chỉ muốn tự tay giết ngươi tần vũ phỉ trên thân lan tràn ra một luồng hơi lạnh toàn bộ đại sảnh nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống vài lần yên tĩnh một cỗ thanh âm đầy uy nghiêm lúc này đột nhiên vang lên Xoát, chúng thiếu niên thấy hoa mắt trước mặt đã xuất hiện một nam tử người này không phải bạch thắng lại sẽ là người phương nào gặp qua tổng quản đại nhân tại chỗ thiếu niên nhao nhao đứng dậy hành lễ chỉ có diệp trần cùng tần vũ phỉ vẫn như cũ ngồi ở cái ghế gỗ trên mặt không chút biểu tình tựa hồ căn bản không nhìn thấy bạch thắng tựa như thấy thế bạch thắng trong mắt lóe lên một vòng âm trầm tần vũ phỉ không phục mình ngược lại cũng thôi đối phương hậu trường không nhỏ liền tương dương vương đô không dám quản nhiều nhưng cái này Diệp Trần, căn bản chính là muốn để cho mình khó xử. Sự thật xác thực như thế, Bạch Thắng cũng không dám giận dữ mắng mỏ, chỉ sợ lại xuất hiện lần trước tình huống. Một trường kia, hắn đến bây giờ còn có chút nghĩ lại mà sợ. Đều đứng lên đi, Bạch Thắng trong đầu thở dài, trên mặt lần nữa khôi phục vẻ mặt nghiêm túc các ngươi đều hẳn phải biết, tương dương vương đại nhân, sẽ tại một tháng sau xuất quan, bây giờ ta muốn tuyên bố một tin tức, tương dương vương đại nhân lần này xuất quan, sẽ tuyển nhận thân truyền đệ tử, có lẽ sẽ lựa chọn sử dụng trong các người một người hoặc mấy người. Bạch thắng thanh âm không lớn, nhưng là thanh thanh sở sở truyền lại đến trong tai của mỗi người. Tương Dương Vương tuyển nhận thân truyền đệ tử. Tại chỗ thiếu niên không khỏi là nhảy cẫng hoan hô, hồng quang đầy mặt, tràn đầy vẻ kích động. Tương Dương Vương xem như Lưu Vân nước người mạnh nhất, tại tất cả thiếu niên trong lòng đều có cao thượng địa vị, có thể có được chỉ điểm của hắn, vậy cũng là tha thiết ước mơ sự tình mà có thể trở thành hắn thỉnh truyền đệ tử vậy đơn giản giống như mộng ảo khó trách muốn triệu tập toàn bộ hoàng tuyển doanh thiên tài nguyên lai là muốn tuyên bố tin tức này đúng tại sao không có thấy độc cô dương hắn nhưng là khu đông một doanh tên thứ nhất theo đạo lý hắn hẳn là cũng nhận được triệu tập mệnh lệnh mới đúng có người đột nhiên nói đám người lập tức liếc nhìn chính xác không thấy tung ảnh của hắn lúc này một cái người mặc áo bào màu tím thiếu niên đầu chọc khẽ cười nói các ngươi còn không biết sao độc cô dương đoạn thời gian trước bước vào chân đạo cảnh giới sớm đã bị tương dương vương đại nhân thu làm thân truyền đệ tử chỉ là nhiệm vụ hắn mới không xem trọng mắt bước vào chân đạo cảnh giới không hổ là độc cô dương không đơn thuần là đám người liền trắng lăng thiên dạng này tâm cao khí thịnh hạng người cũng là không ngừng hâm mộ chỉ cần các ngươi có thể trở thành thân truyền đệ tử tương lai thành tựu chưa hẳn tại độc cô dương chi phía dưới bạch thắng ánh mắt đảo qua khóe miệng hiện ra vẻ ngưng trọng từ tháng trước bắt đầu lưu vân quốc các nơi đều xuất hiện thú triều nhiều lần vây quét vẫn là khó mà tiêu diệt triệt để lần này triệu tập các ngươi tới cũng là vì chuyện này tiêu diệt thú triều đó là quân đội sự tình cùng chúng ta có liên can gì nói chuyện vẫn là thiếu niên đầu chọc người này gọi là rừng cổ khu nam một doanh đệ nhất thiên tài tu vi đã đạt đến võ đạo cửu trọng thiên hậu kỳ tâm tính trầm ổn vậy thú triều quân đội xác thực có thể tiêu diệt bạch thắng dừng lại mấy giây trầm giọng nói nhưng lần này thú triều bộc phát tại đằng vân sơn mạch thế tới hung hăng chân núi mạc ngọc thành đã tràn ngập nguy hiểm chỉ lát nữa là phải bị hung thú phá thành mà vào chuyện quá khẩn cấp cho nên mới sẽ để chúng ta hoàng tuyển doanh ra tay lộp bộp diệp trần run lên bần bật mạc ngọc thành gặp thú triều vây thành tuy diệp trần đã cùng diệp ra không có bất cứ quan hệ nào nhưng hắn cũng không có quên ngày xưa hảo hiếu bây giờ nghe thế sự kiện, tâm tình lập tức liền gấp gáp đứng lên. Thú triều bảo động sự tình, đã là lửa xém lông mày, lần này ta sẽ cùng nhau đi tới, đốc xúc các người tiến độ, đồng thời cũng sẽ tốt hảo thống kê, thành tích yêu lương người, sẽ ghi lại trong danh sách, liền xem như là tuyển gia thân truyền đệ tử một nhân tố quan trọng nhất. Nghe được cuối cùng, chúng thiếu niên cũng là nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn đến ma quyền sát trưởng. Trở thành tương dương vương thân truyền đệ tử, là bọn hắn trong lòng tất cả mọi người nguyện vọng không khỏi là tâm động say mê vậy chúng ta lúc nào xuất phát diệp trần lòng nóng như lửa đốt căn bản không có đem bạch thắng lời mới vừa nói để ở trong lòng hắn bây giờ chỉ muốn lập tức chạy tới mặc ngọc thành đối với diệp trần hăng hái bạch thắng mang theo kinh ngạc bất quá khóe miệng nở nụ cười một cỗ vẻ âm lệ tại sâu trong mắt thoáng qua mặt ngoài bình tĩnh nói ngay tại đêm nay trong đêm xuất phát sớm làm trợ giúp mạc ngọc thành các ngươi đi xuống trước chuẩn bị sẵn sàng a à. bạch thắng sau đó thông báo một chút chi tiết tiếp đó tuyên bố tan họp sau khi tan họp diệp trần cơ hồ là xông về mình nhà gỗ thần sắc khẩn trương làm cho tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc bất quá nghĩ lại đều cho rằng diệp trần chỉ là muốn tranh thủ thân truyền đệ tử danh ngạch lúc nửa đêm mọi người tại luyện võ tràng tụ tập bạch thắng lúc này mặc một thân áo giáp cầm trong tay trọng kiếm mũ giáp che khuất che ở mặt mũi của hắn, nhưng là che không được hắn mênh mông sắc ý, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, giống như thoát tù đầy ra mãnh thú. Cứu cứu, chuyện ngươi giao phó, ta đều chuẩn bị xong, tuyệt đối không có sơ hở nào. Tráng lăng thiên lúc này bu lại, tại Bạch Thắng bên tai nhẹ nói. Vậy là tốt rồi, Bạch Thắng dùng vẻn vẹn có hai người có thể nghe được âm thanh nói, từ tối nay sau đó, Hoàng Tuyền Doanh bên trong, liền sẽ không có Diệp Trần cái tên này, chết bởi thú triều, cứu giúp không bằng, ta liền muốn xem, cái kia ẩn thế cường giả như thế nào đem tội danh quái đến trên người của ta. Hung ác nham hiểm âm điệu ở trong trời đêm khuếch tán, lặng yên không một tiếng động, giống như một chương vô hình lưới tác, đã đem Diệp Trần triệt để vây quanh. Chỉ tiếc, tại siêu cường cảm giác lực phía dưới, Diệp Trần đã sớm phát hiện âm mưu của bọn hắn, chỉ bất quá, hắn cũng không có vạch trần. Có ít người cho là mình là thợ săn, kỳ thực bọn hắn đã sớm trở thành người khác con mồi. Hết tập 11